Chứng đoán thì ở Hoa Kỳ trong tuần này sẽ có thêm 4,3 triệu người điền đơn xin thất nghiệp Và nếu như đây là sự thật thì trong vòng chỉ có vài tuần từ cuối tháng 3 cho tới bây giờ Thì cái số lượng người thất nghiệp ở Hoa Kỳ đã lên một cách rất là nhanh chóng Lên tới cái mức là 26,3 triệu người trong thời gian rất là ngắn như bạn cũng đã nhớ là quốc hội đã thông qua cái gói hỗ trợ cái tay vài tuần, cái gói hỗ trợ 2,2 nghìn tỷ. Và trong gói hỗ trợ đó để, để riêng ra một cái số tiền, đó chính là đưa cho mỗi người dân 1.200 đô và một cặp vợ chồng là 2.400 đô cộng với tiền cho mỗi đứa con nhưng mà cái số tiền mà hứa hẹn ở trong cái gói hỗ trợ 2,2 nghìn tỷ đó thì phần lớn mọi người đã nhận được nếu như mà các bạn nhận tiền trực tiếp vào trong ngân hàng nếu như mà các bạn nhận check thì trong vòng vài tuần nữa cái số còn lại mới được gửi ra tuy nhiên cái số 1.200 đô này cũng không đủ để mà hỗ trợ người dân Hoa Kỳ tại sao? thì một trong những lý do đó chính là liên quan tới cái số tiền mướn nhà các bạn thấy được là dựa theo thống kê của Grand Cafe thì hồi tháng 2 năm 2020 thì trung bình mướn một cái chung cư ở Hoa Kỳ là khoảng 1468 đô mỗi tháng chung cư một phòng và đương nhiên đây là cái con số trung bình mỗi thành phố đều khác nhau thành phố mà mắc nhất đó chính là thành phố Manhattan ở New York với cái số tiền là 4.208 đô mỗi tháng và thành phố rẻ nhất các bạn có thể mướn chung cư một phòng dựa theo rent cafe thì là ở Wichita Kansas là 665 đô mỗi tháng tuy nhiên các bạn thấy được là cái giá trung bình là 1.468 đô một tháng cho chung cư một phòng thì cái số tiền 1.200 đô mà được gửi đến cho người dân thì cũng không đủ để mà trả tiền phòng một tháng chứ đừng nói tới đi dùng số tiền đó để cho những cái chi tiêu khác và vì cái lý do đó thì hai đại diện cho đảng Dân Chủ đó chính là Tim Ryan của tiểu bang Ohio và Ro Khanna của tiểu bang Cali thì hai người này đã giới thiệu một cái đạo luật gọi là Emergency Money for People Act hay là cái đạo luật tiền khẩn cấp cho nhân dân. Thì đạo luật này là như thế nào? Đạo luật này nói là sẽ cho mỗi người dân Hoa Kỳ 2.000 đô mỗi tháng cho đến khi nào mà công an việc làm trở lại cái mức trước khi mà có dịch bệnh xảy ra. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Cũng như là Thuận đã chia sẻ trong video hôm qua, hôm nay chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về thật hư của chính phủ Mỹ cho mỗi người dân 2 nghìn đô mỗi tháng là như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trước hết các bạn cần nên biết đây chỉ mới là một cái đề nghị chúng ta đang ở trên cái bước rất là sơ khởi. Có nghĩa là cái đề nghị này phải được chỉnh sửa, phải được bàn bạc, sau đó bỏ phiếu ở hạ viện. Nếu như mà bỏ phiếu ở hạ viện thành công, nếu như mà không thành công thì lại phải chỉnh sửa lại và bỏ phiếu trở lại. Nhưng mà nếu như thành công thì mới lên tới thượng viện. Và lên tới thượng viện thì lại tiếp tục một bước tương tự như là ở hạ viện, mọi người phải bàn bạc, sau đó bỏ phiếu. Nếu như bỏ phiếu không thành công thì lại phải chỉnh sửa, sau đó lại phải đi trở về Hạ viện, bỏ phiếu rồi lại trở về Thượng viện. Sau đó thì mới đi tới Tổng thống. Thì mình thấy được là Tổng thống nếu như mà không đồng ý về một cái mục nào đó thì lúc đó lại phải chỉnh sửa và trở lại cái bước đầu tiên. Cho nên điều mà chúng ta cần nên biết ở đây là từ cái bước bây giờ cho đến cái bước mà ra luật có được thành công hay không chúng ta cũng không biết. Và cho dù được thành công đi nữa thì cũng phải tốn một số thời gian. Và thứ nhì nữa là khi mà ra luật thì cái luật có giống như là những cái đề nghị mà chúng ta sắp sửa nói tới trong video này hay là không chúng ta cũng không biết những gì mà thường chia sẻ với các bạn chỉ là những tài liệu chúng ta đang có ở thời điểm mà thường làm video ngày hôm nay đó chính là ngày 22 tới tháng 4 năm 2020 thì bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những cái chi tiết các bạn cần biết thì đầu tiên là mỗi một người Mỹ từ tuổi 16 trở lên sẽ nhận được 2.000 đô mỗi tháng nếu như mà người đó có thu nhập dưới 130.000 đô la mỗi năm bạn thấy được là cái số tiền thu nhập tối đa đã được tăng lên gấp đôi so với cái chương trình care cái chương trình mà các bạn nhận được 1.200 đô đã tăng lên tới thu nhập là 130.000 đô mỗi năm có nghĩa là mỗi một cá nhân thu nhập dưới cái số đó thì sẽ được nhận 2.000 đô mỗi tháng mỗi cặp vợ chồng có thu nhập dưới 260.000 đô có nghĩa là có thu nhập gấp đôi thì sẽ nhận được ít nhất là 4.000 đô la mỗi tháng tùy theo là các bạn có con hay là không nếu như mà một gia đình có đủ điều kiện và có con thì mỗi đứa trẻ các bạn sẽ nhận được thêm 500 đô mỗi tháng nhưng mà tối đa chỉ có là ba đứa trẻ có nghĩa là các bạn có bốn đứa con thì các bạn cũng chỉ nhận được có 500 đô la tại vì mỗi một đứa con là 500 đô nhưng mà tối đa là ba đứa con ví dụ một cặp vợ chồng mà thu nhập dưới 260.000 đô và có ba đứa trẻ thì sẽ nhận được 5.500 đô mỗi tháng tại vì cặp vợ chồng mỗi người 2.000 đô thì là 4.000 đô ba đứa trẻ mỗi đứa 500 đô thì là 5.500 đô kế tiếp là những người mà không có thu nhập hay là đang bị thất nghiệp thì vẫn đủ điều kiện để mà nhận cái số tiền 2.000 đô này một số người mà không đủ điều kiện năm 2019 hay là 2018 tại vì họ có thu nhập quá cao nhưng mà họ đủ điều kiện năm 2020 có nghĩa là năm nay thu nhập họ đã thấp hơn thì họ có thể là đưa chứng từ 2 tháng thu nhập để chứng minh được là mình có đủ điều kiện để mà nhận cái số 2.000 đô này ngoài ra thì những người mà không có đủ điều kiện để mà nhận được cái số tiền 1.200 đô thì sẽ đủ điều kiện để mà nhận cái số tiền 2.000 đô này như là những sinh viên đại học, những người lớn bị khuyết tật hay là những người mà khai thế chung với gia đình của họ thì những người đó không nhận được 1.200 đô nhưng mà họ vẫn sẽ nhận được cái số tiền 2.000 đô này dựa theo những cái điều kiện được đưa ra ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì cái số tiền này các bạn không cần phải bị hạn chế bởi những cái tài liệu về ngân hàng mà các bạn giao cho cục thuế. Các bạn thấy là cái số tiền này dựa theo tài liệu hiện tại thì có thể được trả thông qua những cái ứng dụng như là Venmo, Zelle hay là PayPal và cái số tiền này thì không được coi như là thu nhập cho nên các bạn không cần phải trả thuế và ngoại trừ điều đó ra thì không ảnh hưởng đến cái phúc lợi xã hội của các bạn coi như là các bạn đã được hưởng phúc lợi xã hội thì cái số tiền này sẽ không làm ảnh hưởng đến cái điều đó bất cứ ai mà đầy đủ điều kiện đều có thể được nhận cái số tiền này thì dựa vào những điều kiện mà thường mới vừa chia sẻ với các bạn, các bạn sẽ thấy được là cái số lượng người mà có khả năng nhận được cái số tiền này ở Hoa Kỳ đạt đủ điều kiện sẽ là cái số lượng người rất là lớn, nhiều hơn là cái số lượng người nhận được 1.200 đô. Đó cũng đồng nghĩa là nếu như mà được thông qua thì cái số tiền chi ra mỗi tháng sẽ là cái số tiền vô cùng lớn, lớn đến cỡ nào. Thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào thống kê thu nhập ở Hoa Kỳ thì chúng ta cùng nhau làm một bài toán đơn giản. Bài toán này là chỉ tính theo cái thu nhập của cá nhân, không tính theo là một gia đình và có con. Thì các bạn thấy được là con số thật sự sẽ cao hơn là con số chúng ta tính rất là nhiều. Khi mà các bạn nhìn vào đây là thống kê của năm 2018, thống kê thu nhập. Thì nếu chúng ta chỉ tính là thống kê thu nhập của những cá nhân mà làm dưới 150.000 đô. Thì các bạn thấy được là nếu chúng ta thống kê những cái phần trăm này lại thì sẽ là con số là trăm của người dân Hoa Kỳ đi làm là thu nhập dưới 150.000 đô mỗi năm. Đương nhiên con số thực sự sẽ cao hơn tại vì các bạn nên nhớ là cái mức tối đa của chương trình này là tới 160.000 đô mỗi năm. Nhưng mà chúng ta chỉ tính là 150.000 đô trở xuống để cho dễ. Hiện bây giờ thì chuẩn đoán dân số Hoa Kỳ là khoảng 328 triệu người. Thì nếu chúng ta lấy con số 328 triệu người này và bây giờ thất nghiệp là khoảng 10% thì chúng ta sẽ lấy là 90% của con số 328 triệu người này thì chúng ta còn 295 triệu người nhưng cho là khoảng 84,5% của số lượng người đi làm bây giờ là làm giữ 150.000 đô thì các bạn sẽ thấy được là cái số người người mà có thể nhận được 2.000 đô mỗi tháng là bao nhiêu người chúng ta nhân cho 0,845 thì các bạn thấy được là con số là khoảng 249 triệu người là có khả năng nhận được 2.000 đô mỗi tháng Tuy nhiên con số thực sự là có thể là cao hơn tại vì chúng ta không tính tới là một gia đình có con sẽ nhận được cái số tiền nhiều hơn. Và một số người bây giờ không đi làm vẫn có thể nhận được tiền như là học sinh chẳng hạn chúng ta đã nói tới mới đây. Thì nếu như mà chỉ có 249 triệu người có thể nhận được 2.000 đô mỗi tháng thì cái số tiền mỗi tháng phải chia ra các bạn sẽ thấy được. Cái số tiền đó là lên tới khoảng chừng là gần như là 500 tỷ mỗi tháng. Thì mà chúng ta nói tới cái con số mà được đưa ra bởi cái gói hỗ trợ 2,2 nghìn tỷ Con số đó làm cho nhiều người chán váng thì các bạn thấy được Nếu như mà cái đề nghị này đã được thông qua với những chi tiết chúng ta mới vừa nói tới Thì trong vòng chỉ có 4 tháng cái số tiền mà chi ra là bằng cái số tiền 2,2 nghìn tỷ đô la Và trong vòng 5 tháng sẽ là cái số tiền cao hơn 2,2 nghìn tỷ đô la đó Đây là một cái chương trình mà sẽ rất tốn kém nếu như mà được thông qua thì câu hỏi bây giờ là nếu như mà cái gói hỗ trợ này tốn kém quá nhiều thì tại sao vẫn có người ủng hộ? Thì những người mà ủng hộ cái gói hỗ trợ này nói là hai điều. Điều đầu tiên là người dân cần phải được hỗ trợ tại vì bây giờ người dân không có đi làm. Thất nghiệp thì rất là cao cho nên cái việc mà hỗ trợ tiền bạc cho người dân là rất cần thiết. Và điều thứ nhì là cái số lượng tiền mà người dân dùng để mà tiêu dùng thì đã lên tới con số là 70% của GDP có nghĩa là 70% của tổng sản phẩm trong nước là được tiêu thụ bởi người dân cho nên việc mà người dân có tiền để mà tiêu thụ là một điều rất quan trọng để mà kích thích nền kinh tế trở lại cho nên đây là một điều rất cần thiết thì đây chính là những cái chi tiết liên quan tới gói hỗ trợ này cái hỗ trợ mà 2.000 đô mỗi tháng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn có thể là nhiều bạn muốn hỏi thuận là ý nghĩ của thuận là gói hỗ trợ này có được thông qua hay là không thì điều thường có thể chia sẻ với các bạn là cái vấn đề liên quan tới hỗ trợ người dân là một điều mà thường nghĩ là sẽ có tại vì bây giờ là quốc hội đang quan tâm đến việc hỗ trợ doanh nghiệp và các bạn thấy là cái gói hỗ trợ doanh nghiệp 484 tỷ mà được thông qua bởi Thượng viện ngày hôm qua thì sẽ được bỏ phiếu vào ngày mai ở Hạ viện và sau khi mà cái gói đã được thông qua thì mình nghĩ là bước kế tiếp là sẽ tìm cách coi coi là hỗ trợ người dân như thế nào tại vì các bạn thấy được là việc hỗ trợ người dân là điều mà cả hai đảng đang dân chủ và đảng Cộng hòa đều muốn và Tổng thống Trump cũng muốn. Nhưng mà hỗ trợ bằng cái phương cách nào? Hỗ trợ bằng cách là gửi tiền 2.000 đô mỗi tháng cho người dân hay là hỗ trợ bằng cách là cho người dân có thể là không cần phải trả tiền mướn nhà trong vòng bao nhiêu tháng hay là không cần phải trả tiền nợ ngân hàng trong vòng bao nhiêu tháng. Đây cũng là một cách để mà hỗ trợ người dân. Cho nên chúng ta không biết được là chi tiết cuối cùng sẽ ra sao. Cho dù là cái đề nghị này, cái gió hỗ trợ này được thông qua thì đến phút cuối cùng các chi tiết cũng sẽ bị thay đổi rất là nhiều. Cho nên các chi tiết chúng ta mới vừa nói tới sẽ được thay đổi liên tục. Khi nào mà chúng ta nhận được thêm những chi tiết mới thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. À, nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch. Thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn Napax và sàn Bybit. Tham gia sàn Napax bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu truyền miễn phí thông qua Telegram. Nếu như các bạn tham gia sàn Bybit thì sau khi đăng ký thành công và các bạn nạp tiền thì các bạn sẽ được thưởng 90 đô la và cái phí giao dịch trong tháng đầu tiên sẽ được giảm 10% Tuy nhiên là giao dịch Margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi Margin không phù hợp cho những bạn mới chỉ phù hợp cho những bạn nào mà có kinh nghiệm Trading Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance tham gia thông qua link của Thuận khác ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này Starbex, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn